Hello, chào các bạn đã đến với channel mình là Atlas Zubo. Nay mình sẽ chơi tiếp theo series, tiếp tục series chat chà quên xe gì rồi. Thôi khởi chút đi, còn cuối mình sẽ nói. Ok, vậy nếu các bạn thấy thích video này thì quên mấy lượt like và đừng quên chia sẻ và subscribe cho mình nha. Ok, mấy bạn mình nhắn tin về luôn. Ok, để mình vô game. Luôn chạy lắc biết lắc không. Ok, mình sẽ gặp các bạn sau khi mà vô game. Ok, mình đang đứng đây chặt cây và cái cơ cây kiểu mình sắp gãy rồi, nhặt mấy cái mầm ra. Ok, mình sẽ đốn hết mấy cái cây này luôn, mình sẽ mở rộng khu vực của mình ra. Ok, tối luôn, chặt xong tối luôn, thịnh thì lẹ, mỗi càng nhanh càng tốt, tưởng cho mấy con ma xâm chiếm nhà mình là được. Rồi, mình ra nhà đây, mất nhà đã báo luôn. Ok, ngủ thôi. Sáng rồi. Ok. Bốn mấy gỗ rồi. Mình sẽ làm gỗ ra. Tập này mình sẽ làm nhà nha. Stack 2, stack 3, stack 3, stack 4, stack ngon. 4 stack là mình cũng ngon rồi. Vậy mình sẽ làm một cái chỗ trồng cây đây nha, để mình khỏi đi qua đi lỡ. Mình đi qua lỡ nó tiền không có tiện. Quá gãy chịu luôn. Ủa, đây có hàng. Than nhiều vậy? Đủ làm đuốc rồi. Đủ đồ để sống rồi. Ok, sau đấy là mấy cái đuốc đi. Bốn mươi đuốc giá thì có sắt ở dưới đây, có than, sắt có. Bạn mình nhắn tin tôi luôn. Hang này sâu vậy? Rồi đó, bắt đầu lên lấy từ từ. Chỗ nào có quán khẳng thì mình lấy. Nó than, sắt. Sắt khá nhiều đấy. Máng sắt nhiều vậy. Ok,
sắc đúng nhiều luôn. Ok, để coi được cục sắt 20 cục. What? Ngon, ngon, ngon. Rồi lên đây còn như còn đó. 24 cục là đủ làm bộ giáp nó. Để coi. Đó. 2 cục nữa là đủ làm bộ giáp. Nó mình đủ làm bộ giáp. Đó, bộ giáp. Cây kiếm. Cây cúp. Mình làm được cái kiếm với cái cúp. Ngon. Mình đi sẵn xuống dưới này coi còn gì không. Ở dưới là còn sắt nữa kìa. Ngon. Mình hãy lấy mình đi đặt đốt tiếp. Ghê quá, ghê quá. Chạy, chạy, chạy. Đó, mình làm được cái cúp, cái kiếm, bộ giáp. Đó, làm được cái ghiều nữa. Rồi, lên thôi, come on baby. Lên 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 lên, tốc độ đi bà con ơi. Ý đây còn cục nữa nè. Gì vậy? Còn mà mình không lấy. Mình tính phóng xanh cục sắt đó đi. Ủa đâu rồi? Rồi thấy rồi. Gì nhiều vậy? Bây giờ một cặn sắt không có mà bây giờ mình nhiều rồi, bây giờ nó ra hoài luôn. Tới giờ rồi đó mình gặp được hai sắt rồi mọi người ơi. Lên lên thôi, rút quân về nước anh em. Cút quân về nước, cút quân về nước. Ghe mình kiếm được khá nhiều sắt. À, giờ mình nấu được miếng sắt đi. Quá, gần nhà mình có cái hòn rồi. Ủa, có nào trời? Sao bữa đó mình thấy? What, chết em. Bữa đó mình không thấy luôn á. Kệ đi, mình không quan tâm. Ủa, miếng thịt chín mình đây. Mình làm trước à. Cái chụp cúp và cái diều.
vợ bắt đầu làm gương nè. Mình chưa có da. 1, 2, 3. Mình làm càng nhiều càng tốt. Ok. Rồi sao nữa? Nó gương khá nhiều, mình sẽ để những đồ linh ta linh tinh vào đây gỗ. Mấy cái đồ linh ta linh tinh mình kiếm được như gỗ, đất và mấy cái gì đó. Mình nắm lấy đó. Rồi, này bỏ riêng đi. Đá. Đá thì mình bỏ riêng hết. Kẻ mọc nhanh rồi. Sẽ trồng mía đây nha. Cấp 4 luôn chị. Ok à, mình sẽ ngủ một cái rồi mình rời sáng dậy làm tiếp. Ok. Mình sẽ làm một cái kiếm. Quên, mình chưa lấy gỗ nữa. 4 khúc gỗ rồi được rồi. Đó. Một cái kiếm. Rồi làm gì nữa. Mình sẽ làm một cái nón, cái giáp. Và đôi giày. Đó, mặc vô. Nó đã có đồ rồi. Nó đã có một set chuẩn bị có một set sắt. Ok, mất tiêu mắt sao nhìn nè. Mù luôn. Thiếu cái quần là thiếu cái quần. Ok. Cái quần là cái quần là 7 cục. Gì? 7 cục. 7 cục gì mình phải cần kiếm thêm để coi. Xin hết mình sẽ đổ mấy cái đồ lên ta lên tính đây đi. Mé vô đây. Mé rồi bí. Thịt để vô. Thấy chưa? Mình có ngày nó thật để bên đây dư luôn cái quần. Nó một xét sắt, nó được có một xét sắt. Mình sẽ làm tiếp một cái kẹo. Một kéo. Cái kéo là gì ta? Mình làm một cái kéo trước đi. Rồi như thế. Dạ. Mình xíu nha. Ok, bà chờ mình xíu nha. Mình đi vô nhà tắm này cái.
Ok, tiếp nè. Và mình đã làm một cái kéo, một cục sắt, một cục than. Quặng mình sẽ để dưới đây nha. Quặng mình sẽ để dưới đây. Để coi cắt cỏ được. Đó, được luôn. Rồi mình lấy mình cắt cỏ đi. Mai mốt mình cần cỏ nhiều lắm. Biết cả làm mình cần cỏ rồi. Tại vì mốt mình lấy cái này nè. Mình làm một cái nhà rồi mình làm một cái giường, mình gắn cỏ cho chồng với cần xương. Đấy. Rồi mình cắt mấy cái cây này. Mình cắt hết đi. Cái lá mốt mình cần làm nhiều lắm. Mình lấy mấy cái cây gỗ cây mình làm thành cái lá dừa. Nhìn vô chứ mốt lá cần mình cần lắm á. Rồi đó, lúc này mình lấy gỗ cây mình cây chịu mình đập. Nó hay không thấy mình hay không? Chắc tập này mình có làm nhà tại vì tập này bằng gỗ mà. Tập này mình có làm nhà đi. Tập này mình khá bằng gỗ. Ok, và chúc mình sẽ dừng tập này ở đây. Nếu các bạn thích video này thì quên bấm một like và đừng quên chia sẻ và subscribe cho mình nha. Khi bạn bấm subscribe thì các bạn hãy nhấn vào cái chuông kế bên và các bạn sẽ nhận nhiều video tiếp theo hay nhất của mình nha. Ok, bye bye. Bye bye.